Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát nhé. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ 6, ngày 3 tháng 9 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Như các bạn thấy, vàng thế giới hiện đang ở quanh mức giá 1.813,3 đô la Mỹ. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 4 đô la Mỹ với tỷ lệ 0,23%. Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay 1.808 đô la Mỹ và cao nhất là 1.814 đô la Mỹ một ounce. Đồng tiền điện tử Bitcoin tiếp tục tăng giá và hiện đang giao dịch ở ngưỡng 50.147 đô la Mỹ, trong phiên đã tăng khoảng 1,73%. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đang đứng tại ngưỡng 92,250 điểm, trong phiên tăng 0,04%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang đứng tại mức 1,304% một năm, trong phiên đã tăng 1,48%. Tiếp theo, mời các bạn đi cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước tại thời điểm cuối ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.650 đồng một lượng, bán ra 57.350 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.650 đồng lượng, bán ra 57.350 đồng lượng, cũng giảm 50.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.500.000 đồng lượng, bán ra 57.500.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.500.000 đồng lượng, bán ra 57.500.000 đồng lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 1 triệu đồng lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.500.000 đồng lượng, bán ra 57.500.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.500.000 đồng lượng, bán ra 57.500.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 1 triệu đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.700.000 đồng lượng, bán ra 57.700.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.900.000 đồng lượng, bán ra 57.450.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.800.000 đồng lượng, bán ra 57.400.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.800.000 đồng lượng, bán ra 57.400.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 56.500.000 đồng lượng, bán ra 57.500.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán là 50.000 đồng lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 56.620.000 đồng lượng đến 56.670.000 đồng lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 57.350.000 đồng lượng đến 57.400.000 đồng lượng. Giá vàng mua số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn mua số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 50.850.000 đồng lượng, bán ra 51.750.000 đồng lượng, giảm 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang mua số 9, mua vào 50.450.000 đồng lượng, bán ra 51.450.000 đồng lượng, cũng giảm 50.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 49.641.000 đồng lượng, bán ra 50.941.000 đồng lượng, giảm 49.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 36.741.000 đồng lượng, bán ra 38.741.000 đồng lượng, giảm 38.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.148.000 đồng lượng, bán ra 30.148.000 đồng lượng, giảm 30.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K
mua vào 19.607.000 đồng lượng, bán ra 21.607.000 đồng lượng, giảm 21.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, trong phiên giao dịch hôm nay thứ 6, ngày 3 tháng 9 năm 2021, giá vàng thế giới tăng nhẹ và giằng co trong biên độ hẹp quanh mức 1.810 đô la Mỹ một ounce. Bên cạnh đó, giá vàng SJC trong nước phiên hôm nay ghi nhận mức giảm 50.000 đồng một lượng. Trong khi thị trường vàng được cho là đang tiếp tục phải vật lộn để thu hút động lực tăng giá, khi giá dao động ở trên ngưỡng 1.800 đô la Mỹ, thì kim loại quý vẫn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các nhà đầu tư. Nhiều nhà phân tích hàng hóa đã lưu ý rằng vàng đang vật lộn để thu hút sự chú ý. Các nhà đầu tư đang tập trung vào sự thay đổi tiềm năng trong chính sách tiền tệ của Mỹ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã đánh tiếng đang tìm cách để giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng vào cuối năm nay. Đối với nhiều nhà phân tích, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 sắp được công bố sẽ là chất xúc tác cần thiết cho vàng, bởi nó có thể giúp quyết định tốc độ và thời điểm của việc cắt thu hẹp chương trình mua trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp. Chính sách này từng hỗ trợ rất nhiều cho thị trường tài chính Mỹ trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch. Một số nhà phân tích cho rằng tăng trưởng việc làm yếu trong tháng 8 có thể buộc Fed phải trì hoãn kế hoạch cắt giảm chính sách tiền tệ siêu nới lỏng hiện nay. Điều này có thể sẽ khiến vàng quay trở lại mức 1.900 đô la Mỹ một ounce. Ông Edward Moza, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda nhận định, nếu vàng có thể bứt phá lên trên mức 1.833 đô la Mỹ, thì vàng sẽ trở lại kênh tăng giá. Tuy nhiên, nếu một báo cáo việc làm mạnh hơn và một dữ liệu kinh tế mạnh mẽ có thể củng cố kế hoạch của Fed, củng cố đồng đô la Mỹ, từ đó gây áp lực lên giá vàng và đẩy giá vàng trở lại mức thấp gần đây. Mặc dù hiện tại, quá trình phục hồi kinh tế của Mỹ từ đại dịch đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi bối cảnh biến chủng Delta lây lan mạnh trở lại, khiến nhiều người băn khoăn về việc liệu có nên duy trì một chính sách tiền tệ lấy lỏng hay không. Do đó, giá vàng thế giới vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam khả năng rung lắc mạnh hay không còn phụ thuộc vào số liệu việc làm bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Nên ngày mai, thứ Bảy, ngày 4 tháng 9, giá vàng trong nước sẽ ảnh hưởng theo xu hướng này. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ 6, ngày 3 tháng 9 năm 2021 trên kênh của Minh Phát cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn buổi tối sức khỏe, tràn ngập niềm vui bên người thân và gia đình. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.